trong quá trình phát triển và cải tiến các khóa đào tạo BMW Security Vehicle Training cho các thế hệ trước của dòng BMW 7 Series Protection, đã có một loạt các thử nghiệm được thực hiện để đảm bảo sự hiệu quả và an toàn của các xe bảo vệ. Dưới đây là một số thử nghiệm phổ biến đã từng được thử cho những thế hệ trước. Emergency Braking and Evasive Maneuver. Thử nghiệm này tập trung vào việc đào tạo lái xe về kỹ thuật phanh khẩn cấp và thao tác tránh né để tránh các tình huống va chạm không mong muốn. Night Training with Low Visibility. Trong các tình huống mô phỏng ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu, lái xe được đào tạo về cách sử dụng hệ thống chiếu sáng và đảm bảo an toàn khi lái xe trong điều kiện thiếu ánh sáng. High Speed Handling and Cornering. Thử nghiệm này đảm bảo rằng lái xe có khả năng kiểm soát và vận hành chiếc xe ở tốc độ cao và trong các tình huống đòi hỏi tác động vào cua. Z-turn Maneuver. Đây là một thao tác lái xe đặc biệt được sử dụng để thoát khỏi các tình huống nguy hiểm một cách nhanh chóng. Chiếc xe được lái qua một pha quay nhanh từ thế hạ cầu sang thế hạ cầu để thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Crash Test Simulation. Các mô phỏng va chạm đã được sử dụng để đánh giá hiệu suất của hệ thống an toàn của xe trong các tình huống va chạm khác nhau. Off-road Handling. Trong một số trường hợp, lái xe được đào tạo về cách vận hành và kiểm soát xe trên địa hình gồ ghề hoặc đường không mặt phẳng. Tất cả các thử nghiệm này được thiết kế để đảm bảo rằng các xe bảo vệ của BMW, bao gồm cả dòng BMW 7 Series Protection, có thể hoạt động một cách an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống nguy hiểm mà lái xe có thể gặp phải. Việc giới thiệu khả năng lái tự động hóa tốc độ 3 trên BMW 7 Series mới đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công nghệ ô tô và hệ thống hỗ trợ người lái. Tính năng cải tiến này, được gọi là BMW Personal Pilot L3, cung cấp cho người lái khả năng từ bỏ quyền kiểm soát một số nhiệm vụ lái xe nhất định trong các điều kiện cụ thể, cho phép họ tập trung vào các hoạt động khác khi đang di chuyển trên đường. Một trong những lợi ích chính của tự động hóa cấp độ 3 là khả năng nâng cao sự thoải mái và thuận tiện khi lái xe, đặc biệt trong những chuyến đi đường dài hoặc trong tình huống giao thông đông đúc. Bằng cách đảm nhận việc kiểm soát tốc độ của ô tô, khoảng cách với xe phía trước và định vị làn đường, chức năng BMW Personal Pilot L3 giảm bớt một số gánh nặng liên quan đến việc lái xe, cho phép người ngồi trên xe thư giãn và tham gia vào các hoạt động khác trên xe. Hơn nữa, việc tích hợp tính năng tự động hóa cấp độ 3 trong BMW 7 Series mới nhấn mạnh cam kết của thương hiệu đối với sự đổi mới và tiến bộ công nghệ. Là nhà sản xuất ô tô đầu tiên cung cấp cả chức năng lái xe cấp độ 2 và cấp độ 3 trong danh mục sản phẩm của mình, BMW khẳng định mình là người dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống lái tự động, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các loại xe hạng sang. Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích của tự động hóa cấp độ 3, điều cần thiết là phải nhận ra tầm quan trọng của trách nhiệm và sự chú ý của người lái xe. Không giống như các hệ thống cấp 2, nơi người lái xe phải luôn tích cực tham gia và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào, tự động hóa cấp 3 cho phép lái xe ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, người lái xe vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để lấy lại quyền kiểm soát phương tiện khi cần thiết, vì hệ thống có thể không xử lý được tất cả các tình huống lái xe hoặc tình huống bất ngờ. Về mặt ưu tiên, sự an toàn và an ninh của cả người ngồi trong xe và những người tham gia giao thông khác phải luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù tự động hóa cấp độ 3 mang lại những lợi ích không thể phủ nhận về sự tiện lợi và thoải mái, nhưng điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và đảm bảo rằng người lái xe luôn cảnh giác và có khả năng kiểm soát khi được yêu cầu. BMW Personal Pilot L3 đại diện cho một bước tiến đột phá trong công nghệ ô tô, mang đến cho người lái cơ hội tham gia vào các hoạt động thứ cấp trên xe trong khi xe xử lý một số nhiệm vụ lái xe nhất định. Tính năng cải tiến này, có trên BMW 7 Series, cho phép người sử dụng thời gian một cách hiệu quả, đặc biệt khi lưu thông di chuyển chậm hoặc đi lại tắc nghẽn trên đường cao tốc. Khi kích hoạt BMW Personal Pilot L3, người lái xe có thể tập trung vào các công việc như chỉnh sửa email, thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc thậm chí chuyển phát video từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên màn hình trung tâm, tất cả khi đang di chuyển ở tốc độ lên tới 60 km/h, 37 dặm/giờ. Chức năng này biến các tình huống giao thông thông thường thành những cơ hội quý giá để làm việc hiệu quả và giải trí, nâng cao trải nghiệm lái xe tổng thể. Việc kích hoạt và hủy kích hoạt BMW Personal Pilot L3 được điều khiển thuận tiện bằng một nút bấm trên vô lăng, với các biểu tượng hiển thị trên cụm đồng hồ để cho biết tính khả dụng của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là người lái xe phải luôn cảnh giác và sẵn sàng lấy lại quyền kiểm soát phương tiện bất cứ lúc nào. Các tín hiệu hình ảnh và âm thanh cảnh báo người lái khi cần can thiệp, đảm bảo chuyển đổi liền mạch giữa chế độ lái tự động và thủ công.
Cốt lõi của BMW Personal Pilot L3 là bộ cảm biến và công nghệ lập bản đồ phức tạp cho phép định vị và giám sát chính xác môi trường xung quanh xe. Bản đồ HD trực tiếp, kết hợp với tính năng tìm vị trí GPS chính xác và dãy cảm biến 360 độ, đảm bảo nhận biết tình huống toàn diện ngay cả trong điều kiện lái xe khó khăn. Hơn nữa, việc tích hợp các cảm biến siêu âm, cảm biến radar thế hệ mới nhất và cảm biến LiDAR 3D có độ nhạy cao giúp nâng cao hơn nữa độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống, đặc biệt là trong môi trường ánh sáng yếu. Sức mạnh công nghệ của BMW Personal Pilot L3 được bổ sung bởi nền tảng điện toán mạnh mẽ và khả năng kết nối liền mạch với BMW Cloud thông qua liên kết 5 giờ. Điều này đảm bảo cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và tích hợp liền mạch với các dịch vụ kỹ thuật số, mang lại sự tiện lợi và an toàn tuyệt vời trên đường công cộng. Với các tính năng tiên tiến và độ tin cậy chưa từng có, nó đặt ra tiêu chuẩn mới cho hệ thống lái tự động cấp 3, khẳng định vị trí dẫn đầu của BMW trong đổi mới ô tô. BMW 7 Protection và BMW 7 Series Protection mới đại diện cho đỉnh cao của sự an toàn và sang trọng trong thế giới ô tô. Những chiếc xe chuyên dụng này được thiết kế tỉ mỉ để mang đến khả năng bảo vệ tuyệt vời trong khi vẫn duy trì sự sang trọng và cảm giác lái năng động vốn nổi tiếng của BMW. Trọng tâm của cả hai mẫu xe là BMW Protection Core cải tiến, một ý tưởng cấu trúc độc đáo được chế tạo từ thép bọc thép tạo thành một tế bào bảo vệ từ hỗ trợ. Lõi này được kết hợp với lớp giáp chuyên dụng cho gầm xe, mái nhà và cửa sổ, mang lại khả năng phòng thủ toàn diện trước nhiều mối đe dọa, bao gồm cả súng ống và chất nổ. Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các tổ chức như Hiệp hội các phòng thí nghiệm thử nghiệm vật liệu và công trình chống tấn công, VPAM, những phương tiện này cung cấp mức độ bảo vệ hàng đầu. Bất chấp các tính năng bảo mật đáng gờm, BMW 7 Protection và BMW 7 Series Protection được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với các phiên bản tiêu chuẩn của chúng. Nhìn từ bên ngoài, chúng hầu như không thể phân biệt được, đảm bảo sự tùy ý và duy trì vẻ ngoài kín đáo trên đường. Bên trong, cabin mang đến sự thoải mái và tinh tế phù hợp với một chiếc sedan sang trọng, với chất liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến nâng cao trải nghiệm lái xe cho người ngồi trong xe. Dưới mui xe, cả hai mẫu xe đều có hệ thống chuyển động mạnh mẽ có khả năng mang lại hiệu suất ấn tượng. BMW 7 Protection có hệ thống chuyển động hoàn toàn bằng điện với động cơ điện kép, mang lại khả năng tăng tốc tức thời và vận hành êm ái, im lặng. Mặt khác, BMW 7 Series Protection được trang bị động cơ V8 mạnh mẽ, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và khả năng di chuyển dễ dàng. Ngoài các tính năng bảo mật tiên tiến, BMW 7 Protection và BMW 7 Series Protection còn được trang bị một loạt hệ thống hỗ trợ người lái được thiết kế để nâng cao sự an toàn và thuận tiện trên đường. Các hệ thống này cung cấp các cảnh báo và cảnh báo để giúp người lái xe tránh được các mối nguy hiểm tiềm ẩn và luôn duy trì nhận thức về tình huống. Hơn nữa, khách hàng có thể cá nhân hóa phương tiện của mình với nhiều tính năng và tiện nghi tùy chọn, bao gồm ghế ngồi cao cấp, hệ thống âm thanh cao cấp và các tùy chọn kết nối tiên tiến. Cho dù được sử dụng cho mục đích vận chuyển cấp cao, cơ quan ngoại giao hay an ninh cá nhân, BMW 7 Protection và BMW 7 Series Protection đều mang đến mức độ an toàn và sang trọng chưa từng có trong thế giới ô tô.